Hello, welcome back with Life, Unit 12, Nature. 12, A, Nature in One Cubic Foot. Rồi, chúng ta sẽ quay lại đến cái unit cuối cùng của cái chương trình Life, đó là unit số 12, chủ đề là về thiên nhiên. Và bài 12 nó có tên gọi là Thiên nhiên trong một phút khối. Ha, cubic là một cái khối vuông, đó, một cái khối lập phương giống như vậy nè ha. Và foot ở đây nó là đơn vị đo lường của bên phương Tây. Ha, một foot tức là một cái bước chân á, thì nó tầm khoảng hơn 30 cm ha. Đó, trong một foot khối đó, em tưởng tượng nó giống như là một cái cục vuông, một cái cục lập phương giống như vậy nè ha. Ok, first of all I would like you to take a look on some vocabulary related to classification of animals. Thì đầu tiên ha, thầy muốn các bạn nạp một ít từ vựng nó liên quan đến cái chủ đề, liên quan đến cái gọi là phân loại động vật ha, phân loại động vật. Ok, thì đầu tiên mình có cái từ là loại hoặc là tập hợp, category, category, category. Thiên nhiên, tự nhiên, nature, nature. Rồi, thuộc cái nhóm gọi là thực vật, plant, plant. Nhóm động vật là animal, animal. Côn trùng, insect, insect. Động vật lưỡng cư tức là vừa sống dưới nước, vừa sống được trên cạn ha. Amphibian, amphibian. Động vật có vú, mammal, mammal. Loài bò sát sẽ là reptile, reptile. Loài chim, bird, bird. Loài cá, fish, fish. Ok, next. Rồi, cây, cây cối, tree, tree. Cỏ là grass, grass. Hoa, flower, flower. Con bướm, butterfly, butterfly. Con ong là bee, bee. Con cóc, toad, toad. Con ếch là frog, frog. Con bò là cow, cow. Con ngựa, horse, horse. Con người, human, human. Con rắn là snake, snake. Rùa nước, turtle, turtle. Con cá sấu, crocodile, crocodile, crocodile. Con đại bàng là eagle, eagle. Và cá mập đó là shark, shark. Rồi ha. Ok, first of all we will do this exercise. Exercise you match the photos from A to D with the locations from 1 to 4. Rồi, ở đây nó yêu cầu em ha, chúng ta sẽ kết hợp các cái bức hình A, B, C, D với lại từng cái địa điểm 1, 2, 3, 4 như sau. 1, forest. 2, mountain. 3, ocean. Và 4, river. Ok. Rồi, các bạn cũng tranh thủ mình tự làm cái này trước ha, rồi mình check đáp án sau. Ok. Rồi, thì đầu tiên ha, chúng ta có cái số 1, forest. Thì em nhìn hình này. Forest, nó là rừng rậm. Ha, rừng rậm. Rừng thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó là C ha, C, forest. Next, mountain. Mountain là trên núi ha, nó có những cái vách đá. Ok, nhìn vô hình thì đó chính là biển. Three, ocean. Ocean là đại dương. Ok, thì cái này em thấy nó có những cái rặng san hô nè, thì chỗ này đúng hơn so với hình D ha. Thì ocean, đại dương chính là A. And river, river là con sông, dòng sông, thì đó chính là D. Ok, easy right? Next. Now, you are going to listen to a documentary, then decide whether the sentences are true or false. Em sẽ lắng nghe một cái bài về một cái bài về một đoạn phim tài liệu ha. Sau đó em xác định xem những cái câu sau đây á, nó là đúng hay sai. Đúng thì mình chọn, mình ghi là T, và false mình sẽ chọn là F. Ok, thầy sẽ lướt sơ 6 cái câu này trước ha, rồi các bạn sẽ nghe sau. 1. The narrator thinks most people look at the natural world and see everything. Cái người kể chuyện ha, nghĩ rằng hầu hết mọi người đều nhìn vào thế giới tự nhiên và có thể thấy được mọi thứ. Ok, đúng hay sai? 3. David Listwater thinks there is natural beauty everywhere. Ông David này, ông nghĩ rằng ha,
có những cái nét đẹp thiên nhiên ở khắp mọi nơi. 3. He took his green cubic foot to many different parts of the world. Ông ấy đã mang theo ha một cái foot lập phương ha, một cái foot khối đến rất là nhiều nơi trên thế giới, đúng hay sai? 4. He spent 3 weeks taking photos around the world. Ông ấy đã dành khoảng 3 tuần để chụp những bức hình trên khắp thế giới. 5. He photographed living things that were smaller than 1 millimeter in size. Ông ấy đã chụp hình ha những cái sinh vật sống mà nhỏ hơn khoảng 1 millimeter ha về mặt kích cỡ. Đúng hay sai? 6. In total, he photographed over 1,000 organisms in each cubic foot. Tổng cộng ha, ông ấy đã chụp được hơn 1,000 ha những cái sinh vật sống trong cái foot khối đó. Ok, trong cái khối lập phương đó ha. Đúng hay sai? Rồi, bây giờ thì mời các em sẽ lắng nghe bài này nhé. Everyone looks at nature differently. Maybe you're somebody who has no interest in nature, and if you go anywhere green, you don't notice anything. Or maybe you can name a few different plants and animals in your local park. But for people like David Lichwager, nowhere in the world is without natural beauty. He sees plants and animals everywhere he looks. David is a photographer for National Geographic magazine, and he wanted to show how much nature there is around us all the time. So he took a green metal frame, measuring 1 cubic foot, to different locations around the world. For example, to the middle of a forest, on the side of a mountain, in the ocean, and in a river. Nowhere was too far away or too difficult for David. Then he spent 3 weeks in each place, and he photographed everything alive inside the green metal frame. This included photographing living things as small as 1 millimeter in size. The result was a series of photos showing over 1,000 individual organisms in each cubic foot, and a new view of our world and its ecosystem. Ok, rồi các bạn vừa lắng nghe ha, lần thứ nhất xong. Mình thử với cái năng lực của mình á, thì các bạn chỉ nghe một lần thì các bạn làm đúng được bao nhiêu câu ha. Rồi, tuy nhiên cũng có một số em có thể là yếu hơn về mặt phần nghe. Ok, thì thầy sẽ hỗ trợ các em ha, bằng cách là thầy sẽ cho phép các em nghe lần hai. Và lần này, you can look at the transcript. Em được phép nhìn vào cái script ha, ok. Rồi, còn những em nào đã nghe lần đầu mà ổn rồi thì các em cũng nhìn script và mình thử xem những cái đáp án mà mình đã chọn lúc ban đầu á, em sẽ giữ nguyên ý kiến đó hay là em sẽ thay đổi ha. Ok, now you are going to listen to the second time. For the second time. Ready? Ok, go. Everyone looks at nature differently. Maybe you're somebody who has no interest in nature, and if you go anywhere green, you don't notice anything. Or maybe you can name a few different plants and animals in your local park. But for people like David Lichwager, nowhere in the world is without natural beauty. He sees plants and animals everywhere he looks. David is a photographer for National Geographic magazine, and he wanted to show how much nature there is around us all the time. So he took a green metal frame, measuring 1 cubic foot, to different locations around the world. For example, to the middle of a forest, on the side of a mountain, in the ocean, and in a river. Nowhere was too far away or too difficult for David. Then he spent 3 weeks in each place, and he photographed everything alive inside the green metal frame. This included photographing living things as small as 1 millimeter in size. The result was a series of photos showing over 1,000 individual organisms in each cubic foot, and a new view of our world and its ecosystem. Okay, now we will check for the answers. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra câu trả lời nhé. Number one, the narrator thinks most people look at the natural world and see everything. Cái người dẫn chuyện ha nghĩ rằng hầu hết mọi người đều nhìn vào thế giới tự nhiên và thấy được mọi thứ. Okay, true or false? This sentence is false. You can see the answer here.
Maybe you are somebody who has no interest in nature, and if you go anywhere green, you don't notice anything. Có lẽ bạn là một ai đó mà không hề có cái sự quan tâm, có cái sự thích thú về gì về thiên nhiên cả. Và nếu như bạn đi đến một nơi nào đó mà xanh tươi á, thì bạn cũng chả có chú ý bất kỳ điều gì ha. Đó, thì không phải ở đây, không phải là hầu hết mọi người đều nhìn vào thế giới tự nhiên và thấy được mọi thứ ha. Một số người không hề chú ý đến bất cứ cái gì cả. Ok, folks. Next, number two, David Lichtwager thinks there is natural beauty everywhere. Ông David này, ông ấy nghĩ rằng, ha, có những cái vẻ đẹp của thiên nhiên ở khắp mọi nơi. And this sentence is true, correct. Yeah, but for people like David Lichtwager, nowhere in the world is without natural beauty. Nhưng mà đối với những người như là ông David này nè, không có nơi nào trên thế giới mà có thể thiếu sót vẻ đẹp của thiên nhiên được. Không có nơi nào trên thế giới mà không có vẻ đẹp của thiên nhiên. Không có nơi nào mà không có, tức là câu này giống như nó phủ định hai lần vậy đó. Thì ý là ngược lại ha, không có nơi nào không có, tức là nơi nào trên thế giới cũng có vẻ đẹp của tự nhiên cả. Như vậy câu này là câu đúng ha. Ok, number three, he took his green cubic foot to many different parts of the world. Ông ấy đã mang theo ha, cái foot khối đó ha, cái khối lập phương đó, đến rất là nhiều nơi trên thế giới. Of course, it's true. Yeah, so he took a green metal frame measuring one cubic foot to different locations around the world. Ông ấy đã mang theo ha, một cái khung kim loại màu xanh lá mà dùng để đo lường á, cái đó nó sẽ thành một cái đơn vị, đó là một foot khối ha, một foot khối, đến nhiều cái địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Đúng quá rồi. Next, four, he spent 3 weeks taking photos around the world. Ông ấy đã dành 3 tuần để chụp các bức hình trên khắp thế giới. Thì bằng kiến thức thông thường chúng ta cũng hãy tạm suy luận, mất có 3 tuần mà chụp hình được khắp thế giới thì nó hơi lẹ quá đúng không? So this sentence is false, sai. Then he spent 3 weeks in each place and he photographed everything alive inside the green metal frame. Ông ấy đã dành 3 tuần, nhưng mà không phải 3 tuần cho tổng thời gian mà là 3 tuần ở mỗi nơi. Và ông ấy đã chụp được rất mọi thứ còn sống bên trong cái khung kim loại màu xanh lá đó ha. Tức là em đọc câu trước nữa nè, ông ấy sẽ đem cái khối lập phương đó đó đi đến giữa rừng, đến một cái bề mặt nào đó của bên một cái vách núi ở trong đại dương hoặc là trong con sông ha. Mỗi nơi như vậy ông dành khoảng 3 tuần để ông chụp hình, chứ không phải là dành 3 tuần để chụp tất cả các bức hình trên khắp thế giới. 3 tuần sao kịp ha. Ok, next, 5, he photographed living things that were smaller than 1 millimeter in size. Ông ấy đã chụp ha những cái sinh vật sống mà nó nhỏ hơn 1 mm ha về mặt kích thước. Ok, thì câu này false. Ha, ông ấy có chụp hình được những cái sinh vật nhỏ xíu, có, nhưng không phải chỉ là những cái sinh vật nhỏ xíu này không, mà còn những thứ khác nữa. Đây, he photographed everything alive inside the green metal frame. Giống như câu trước thầy cũng đã dịch một lần rồi, là ông ấy chụp hình lại mọi thứ còn sống bên trong cái khung kim loại màu xanh lá đó. This included photographing living things as small as 1 millimeter in size. Và điều này bao gồm việc chụp ảnh những sinh vật sống nhỏ cỡ 1 mm về mặt kích thước. À, đây chỉ là một phần trong số những sinh vật sống mà ông ấy chụp hình mà thôi. Rồi, thành ra con này false nha. Và the last one, 6. In total, he photographed over 1,000 organisms in each cubic foot. Tổng cộng, ông ấy đã chụp được hơn 1,000 những cái sinh vật ha, sống bên trong cái foot lập phương, cái foot vuông đó ha. Ok, cái foot khối đó. Ok, this one is correct. True. The result was a series of photos showing over 1,000 individual organisms in each cubic foot. Kết quả là có một cái series ha, một cái bộ ảnh cho thấy được hơn 1,000 những cái sinh vật sống độc lập trong mỗi cái foot khối đó ha, trong một cái khối lập phương đó. Ok. Rồi, như vậy đáp án sẽ là false, true, true, false, false, true.
Rồi, các bạn tự đếm số câu đúng nha. Next. Now, we move to the grammar point about indefinite pronouns. Any, every, no, some, and thing, where, one, body. Em sẽ học về những cái đại từ bất định ha, cái nhóm đại từ bất định hoặc là đại từ không xác định. Ok. Indefinite pronouns. Tiếng Việt mình là đại từ không xác định hoặc là đại từ bất định. Tức là những đại từ này là không đề cập đến một cái đối tượng, người, địa điểm hoặc là một cái đồ vật hoặc là một cái điều gì đó cụ thể nào cả. Nó rất là chung chung ha. Trong tiếng Anh á có một nhóm những cái từ ha, bao gồm các cái đại từ không xác định được hình thành một cái sự định lượng và phân bổ bởi các tiền tố như là any nè, some nè, every và no ha. Nó không có định lượng rõ ràng, nó cũng không xác định rõ cái đối tượng đó là những ai, nó chỉ nói chung chung thôi. Ví dụ các bạn nhìn theo cái ma trận của cái bảng này ha, chiều dọc á nó có cái nhóm là any, every, no và some. Thì ở đây á, any tiếng Việt mình hay nói là bất kỳ hoặc bất cứ á, đây là một phần của một thứ gì đó và nó mang tính chất negative, nó mang tính chất phủ định ha. Every là mọi, mọi ở đây tức là all, nó mang tính chất là tất cả. No tức là none, không ha, không. Và some ở đây là một vài ha, hoặc là nào đó, tức là nó cũng mang yếu tố là một phần, nhưng mà một phần này nó khác any. Ở chỗ any á, là nó mang tính chất phủ định, còn some á, nó sẽ mang tính chất là positive ha, nó mang tính chất là khẳng định. Ok. Rồi, đó là cái chiều dọc ha. Còn bề ngang thì chúng ta sẽ ráp với những cái đuôi sau đây. Để chỉ đồ vật ha, em sẽ dùng cái đuôi là thing. Để chỉ về nơi chốn, em sẽ dùng cái đuôi là where. Chỉ người á, em có thể dùng one hoặc body. Hai thằng này như nhau. Rồi, mình sẽ ráp vô từ từ ha. Ví dụ, anything, bất cứ thứ gì. Anywhere, bất cứ nơi nào. Anyone, bất cứ ai. Anybody, cũng là bất kỳ ai. Đó. Rồi, nếu như ráp với cái tiền tố every, thì chúng ta sẽ có everything, mọi thứ, everywhere, mọi nơi, everyone, everybody, mọi người. Raffino, chúng ta có nothing, không có gì hết. Nowhere, không có nơi nào cả. No one, nobody, không có ai cả. Và cuối cùng ráp với cái tiền tố some ha. Something, cái gì đó. Somewhere, nơi nào đó. Someone, somebody, người nào đó. Ok ha. Rồi, hoặc bây giờ mình sẽ đi theo cái nhóm liên quan đến chiều dọc ha. Thì để chỉ đồ vật á, các bạn có những cái đại từ là anything, bất cứ thứ gì. Everything, mọi thứ. Nothing, không có gì cả. Something và cái gì đó. Ráp với cái đuôi where. Anywhere, bất cứ nơi nào. Everywhere, mọi nơi. Nowhere, không có nơi nào cả. Somewhere, nơi nào đó. Chỉ người ha. Thì chúng ta sẽ có anyone, everyone, no one, someone. Hoặc tương tự mình có anybody, bất kỳ ai. Everybody, mọi người. Nobody, không ai cả. Và somebody, người nào đó. Ok, thì đặc điểm ha, em cứ ráp và em viết dính chùm lại là được thôi. Trừ một từ duy nhất em viết tách rời ra. Chú ý từ no one. No one, riêng từ này chúng ta viết tách ra, không có viết dính chung lại được ha. Rồi, thì những cái đại từ này, ok, thì các bạn sẽ đối xử với những cái đại từ này nè như là số ít cho này ha. Chúng ta sẽ đối xử với nó như là số ít. Và vì thế động từ trong câu đó, nếu như những thằng này nó dùng như chủ ngữ á, thì cái động từ theo sao? Bạn sẽ chia ở hình thức số ít cho thầy luôn. Ví dụ, everyone likes taking photos. Mọi người đều thích chụp hình cả. Thì nếu như em dịch theo kiểu tiếng Việt, everyone, mọi người ha, everyone hoặc là everybody là mọi người, có cảm giác từ này như kiểu số nhiều đúng không? Đúng, về mặt ngữ nghĩa có vẻ nó như số nhiều. Nhưng thầy đã nói nguyên tắc chung rồi đó ha. Tất cả những cái thằng này là đại từ bất định, đại từ không xác định, đều được xem là số ít hết. Chúng ta đối xử với nó như là những cái đại từ số ít. Vì thế động từ likes mình phải chia với dạng số ít, là mình thêm s vào ha. Tương tự như vậy, there isn't anyone here, không có bất kỳ ai ở đây cả. Ok. Rồi, đó là ngữ pháp chung về mấy này ha. Bây giờ đi vào cụ thể nè. Khi nào chúng ta sử dụng những cái đại từ này? Ok, thì đầu tiên ha, chúng ta sẽ sử dụng đại từ không xác định để nói về sự vật, con người và nơi chốn nói chung. Cụ thể như thế nào? Ở đây ta dùng cái nhóm every, any và some trong câu khẳng định. Chúng ta nhắc lại ha, mình dùng every, any và some trong câu khẳng định. Rồi, một số ví dụ thầy cung cấp ha.
Everyone is sleeping in my bed. Mọi người đều đang ngủ trên giường của tôi. Someone is sleeping in my bed. Ai đó đang ngủ trên giường của tôi. I gave everything to Sally. Tôi đã đưa tất cả mọi thứ cho Sally rồi. He saw something in the garden. Anh ta đã thấy thứ gì đó bên trong khu vực. He looked everywhere for my keys. Tôi đã tìm chìa khóa của mình khắp nơi. Và Keith is looking for somewhere to live. Keith đang tìm một nơi nào đó để sinh sống. Ok. Thì em thấy không? Tất cả những câu này đều là câu khẳng định hết à. Rồi. Nhưng mà thầy lưu ý nhỏ thế này. Các bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn với từ any. Any được phép xuất hiện trong câu khẳng định. Ha, dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu như nó có not thì nó sẽ biến thành câu khẳng định. À sorry, sẽ biến thành câu phủ định ha. Thì trong trường hợp này nè, chúng ta sẽ sử dụng những cái đại từ có cái nhóm là no và từ any mà có not. Tức là trong câu phủ định á, phải xác định rõ như vậy nha. Any mà có not, tức là not any đó. Chúng ta sẽ sử dụng no và not any trong câu phủ định. Ha, trong câu phủ định. Thì thông thường cái mẹo mà thầy chỉ các em nhớ lúc mà đi thi á, hễ có từ any thì thông thường nó hầu như nó chỉ xuất hiện á, trong câu phủ định là nhiều thôi. À, để các em đỡ phải nhớ nhiều. À, để các em đỡ phải nhớ nhiều thì thầy sẽ túm gọn lại hơn một tí. Đó là em chỉ cần nhớ cho thầy là every và some xuất hiện trong câu khẳng định. Còn từ no và từ any á, thường xuất hiện trong câu phủ định. Đó, vậy thì cho nó dễ nhớ ha. Rồi, nhưng mà thực tế nha, any vẫn có thể xuất hiện trong câu khẳng định được. Nhưng mà thôi, chúng ta không có đề cập đến cái chi tiết nhỏ nhặt đó trong cái phần này ha, để các bạn đỡ phải nhớ nhiều. Rồi, thì các bạn nhớ lại ha. Nhớ lại, every và some dùng trong câu khẳng định. No và not any. No và any sẽ dùng trong câu phủ định. Vậy thôi. Ví dụ, I have nothing to eat. Tôi không có gì để ăn hết. Ok, sẽ có bạn thắc mắc. Ủa thầy, em thấy câu này nó sử dụng như là câu khẳng định mà thầy, đâu có phủ định đâu. Mà ok, ở đây người ta nói là sử dụng no trong câu phủ định. Thế tại sao câu này không có bất kỳ một cái trợ động từ mang tính chất phủ định nào? Ví dụ nó phải có từ do not, tức là từ don't, đúng không? Tại sao? Bởi vì bản thân từ nothing, tức là nothing này nè, nó đã mang hàm ý phủ định rồi. Bản thân những cái từ nó có chứa từ no, bản thân nó đã mang hàm ý phủ định rồi. Thành ra một khi đã dùng nothing, chúng ta mặc định cái câu này đã là câu phủ định rồi. Không cần sử dụng thêm bất cứ một cái trợ động từ do not hay là doesn't gì đó vô. Không cần nữa ha. Tại vì em mà sử dụng thêm cái đó là em dư á. Tức là em phủ định hai lần. Thì câu này sai ngữ nghĩa hoàn toàn em ha. Rồi thành ra nhắc lại ha. Những cái từ nào nó có chứa từ no. Nothing nè. Nowhere nè. Nobody nè. Ha, no one. Đều mang hàm ý phủ định sẵn trong những từ đó rồi. I have nothing to eat. Tôi không có gì để ăn cả. She went nowhere last week. Tuần trước cô ấy không có đi đâu cả. I don't have anybody to talk to. Tôi không có bất cứ ai để nói chuyện cả. Hoặc là there wasn't anything we could do. Không có bất kỳ điều gì mà chúng ta có thể làm được ở đây cả. Ok. Ha, rồi. Tiếp. Rồi, chú ý nè. Not any. Thật ra nó tương đương nghĩa với từ no. À, không có sự khác biệt giữa hai thằng này. Ví dụ, there isn't anywhere to sit. Không có bất kỳ chỗ nào để ngồi cả. Nó hoàn toàn tương đương với cái câu là there is nowhere to sit. Không có nơi nào để ngồi cả. Em thấy không? Đã dùng từ no á, không cần dùng not nữa. Tại vì bản thân từ no này nè, nó đã mang hàm ý, nó có chứa từ not. Nó đã mang hàm ý phủ định bên trong nó rồi. Kiểu như vậy đó ha. Rồi, tiếp. Và cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng any ngoài trong câu phủ định ra. Any còn xuất hiện trong câu hỏi nữa. Is there anything to eat? Có cái gì để ăn không? Did you go anywhere last night? Tối qua bạn có đi bất kỳ chỗ nào không? Đó, any còn xuất hiện trong câu hỏi nữa ha. Rồi, tiếp và một số kiến thức nhỏ nhỏ khác sau đây nè. Như nãy thầy có nói rồi đó. Những cái nhóm từ mà liên quan đến từ one và từ body á, như nhau. Ha, cả hai thằng này đều chỉ người cả. Em dùng cái nào cũng như nhau. Không có sự khác biệt giữa những cái đại từ loại này ha. Ví dụ, there is no one on the island. Không có bất kỳ ai ha. À, không có bất cứ ai trên hòn đảo này cả. Hoàn toàn tương đương với there is nobody
on the island. No one và nobody hoàn toàn như nhau. À, ok. Rồi, và chúng ta đôi lúc sử dụng các đại từ này nè. Nó sẽ đứng ngay đằng trước tính từ để cung cấp thêm chi tiết ha, cho cái tính từ hoặc là cho cái câu đó. Ví dụ nè, Lucy discovered somewhere beautiful on holiday. Lucy đã khám phá ra, đã phát hiện ra ha, một cái chỗ đẹp đẽ nào đó trong cái kỳ nghỉ của mình ha. Ok, thì từ somewhere này được đứng trước từ beautiful ha, nó để cung cấp thêm chi tiết cho cái câu đó ha. Rồi, thì thông qua cái chủ điểm ngữ pháp này, thầy ngắn gọn lại cho em để em dễ nhớ nè ha, để cho em dễ nhớ. Rồi, mình sẽ quay lại cái bản chính ha. Rồi, em chỉ cần nhớ cho thầy nè, every và some xuất hiện trong câu khẳng định. Every và some xuất hiện trong câu khẳng định ha. Tiếp. Rồi, any và no xuất hiện trong câu phủ định. Any và no xuất hiện trong câu phủ định. Và cuối cùng, any còn xuất hiện trong câu hỏi nữa. Rồi, nhớ tổng cộng nhiêu đó thôi là dư sức để cho em đi thi rồi ha. Còn những cái tình huống khác nó lẻ hoặc là nó ngoại lệ đó thì em sẽ tìm hiểu thêm ở bên ngoài em nhé. Thầy đang chỉ để em dễ dàng em ôn tập em đi thi thôi. Ok. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập nhỏ ngay tại đây ha, ngay trong cái video này. Look at the green part of the highlighted words. Complete the sentences with any, every, some or no. Rồi. Thì ở đây ha, nó yêu cầu em sẽ nhìn vào ok những cái phần mà tô xanh ha, của những cái từ mà được nó tô màu lên như thế này. Em sẽ hoàn thành các câu sau ha, với những cái tiền tố any, every, some và no. Thì tùy theo ngữ nghĩa thôi ha. Ok. Thí dụ câu số 1. Everyone looks at nature differently. Mọi người đều nhìn vào thiên nhiên một cách khác biệt ha, không có ai nhìn thiên nhiên giống như người nào cả. Two, maybe you are somebody who has no interest in nature. Có lẽ bạn là ai đó ha mà không hề có một mối quan tâm nào về tự nhiên cả. Ok, somebody là ai đó. Three, if you go anywhere green, you don't notice anything. Nếu như bạn đi một cái nơi nào đó, nếu bạn đi bất cứ nơi nào đó ha mà nó xanh mát, ý nói là đi đến một nơi nào đó mà thuộc về thiên nhiên đó, bạn không chú ý bất kỳ điều gì cả. Ha. Anywhere là bất cứ nơi nào, anything là bất cứ nơi gì cả. Ha. Nếu như bạn đi đến bất cứ nơi nào đó mà xanh mát, ha, bạn cũng chả có chú ý đến bất kỳ thứ gì cả. Ha. Và number four, nowhere in the world is without natural beauty. Không có nơi nào trên thế giới này mà không có vẻ đẹp của tự nhiên cả. Ok. Thì đây là bốn cái câu trong bài ha. Rồi bây giờ nó cho bốn cái câu này. Nhiệm vụ của em là sẽ phải điền những cái đầu này vô những cái từ được cho sẵn ha. Ok. Rồi. À, cái gì đó. One loves taking photos. It's very popular. Two. Cái gì đó. One likes that photo. We all look terrible in it. 3. Cái gì đó, one can take a photo. It's easy. And 4. Cái gì đó, one took my photo. It's in today's newspaper. Rồi, thì chúng ta sẽ đi phân tích từng câu một ha. Mình chưa biết cái từ này là cái gì, nhưng mình hiểu sơ cái nghĩa của câu chỗ này. Yêu thích việc chụp hình. Điều này khá là nổi tiếng. Ok, thì có vẻ cái từ phù hợp là tất cả mọi người đúng không? Đều yêu thích việc chụp hình vì điều này rất là phổ biến. Ok, mọi tất cả mọi người, everyone loves taking photos, it's very popular. Tiếp câu số 2, cái gì đó thích cái bức hình này, bức hình đó chấm. Chúng tôi đều trông rất là kinh khủng ở trong cái bức hình đó. Ok, chúng tôi đều trông rất kinh khủng, tức là trên đây câu này cũng phải mang hàm ý phủ định. Đã hình của mình mà kinh khủng á, thì sẽ không có thích cái bức hình đó đúng không? Thì ở đây có một từ mang yếu tố phủ định mà nó phù hợp trong câu này ha. Cái đại từ đó chính là no one.
No one likes that photo. Không có ai thích cái bức hình đó chứ. Chúng tôi đều trông rất là kinh khủng ở trong bức hình đó ha. Đây, ở đây mình phải mang hàm ý phủ định thì phải dùng từ no one. Sorry, chỗ này đáng lẽ là thầy phải để từ no nó tách ra ha. No one phải tách ra, không được dính liền lại như vậy nha. Ok, và câu số 3. Cái gì đó có thể chụp một bức hình chấm. Điều này rất là dễ dàng. Ok, thì cái từ phù hợp là anyone ha. Bất kỳ ai cũng có thể chụp hình được chứ. À, và điều này rất là dễ dàng. Rồi, câu số 4. One took my photo. Đã chụp cái bức hình ha. Đã lấy cái bức hình đó của tôi. It's in today's world newspaper. Nó đã xuất hiện trên cái tờ báo của ngày hôm nay. Ok, lấy ví dụ cho dễ hiểu ha. Thì trong cái tháng này, cái chương trình Rap Việt của Việt Nam đã bị hai tác giả nước ngoài tố cáo là chôm cái bức hình của họ làm cái phông nền cho cái Rap Việt mà không hề có sự xin phép nào cả. Ok, thì ở đây ý nói là someone, ai đó đã chôm cái bức hình của tôi ha, và nó đã xuất hiện trong tờ báo ngày hôm nay đó ha. Ok, rồi thì bây giờ có một cái bài tập trong sách ham. Look at the grammar box, then read the information about four different ecosystems below. Compare three, complete the words. Sometimes more than one answer is possible. Rồi, thì nó yêu cầu em thế này, em sẽ đọc cái thông tin dưới đây về bốn cái hệ sinh thái khác nhau. À, đó là forest, hệ sinh thái rừng, mountains, hệ sinh thái trên núi, coral reef, hệ sinh thái của một cái vùng, của một cái rặn san hô, và freshwater, hệ sinh thái nước ngọt. À, rồi em sẽ đọc những câu này. Rồi mình sẽ ráp những cái đại từ không xác định mà hồi nãy giờ em đã học đó ha, để em hoàn thành cái bài sau đây ha. Đôi lúc một câu trả lời có thể được sử dụng ở nhiều chỗ khác nhau. Rồi. Ok, rồi thầy sẽ lướt sơ cho em thôi. Còn bài này thì về nguyên tắc em phải tự làm nha. Và thầy cô nào đó trên lớp sẽ sửa cho em. Who visits New York visits Central Park. But it isn't some that's famous for its natural life. However, the forest is full of plants and animals. Next, mountains. Possibly there isn't where else in the world with an ecosystem as rich as this one. Every you look, there are different types of plants. Next, coral reef. Where is as beautiful as a coral reef, and there's always thing to look at, from the multicolored coral to the orange, green, and yellow sea life. And the last one, fresh water. Body in Tennessee who likes fishing knows about the Duck River. It's one of the most biodiverse rivers in the USA. Không? Thì bài này coi như bài tập về nhà em ha. Rồi, em sẽ tự làm. Rồi, nói chung lúc em đi thi á, thì em sẽ phân tích sơ sơ trước cho thầy trong cái câu đó. Em xác định trước coi câu đó nó là thể loại gì. Nếu như nó là câu khẳng định thì rất có thể đáp án nó là some hoặc là every. Nếu như câu đó là câu phủ định hoặc câu mang hàm ý phủ định, rất có thể đáp án nó có chứa những cái từ đại từ liên quan đến từ no, hoặc nó có chứa từ any em ha. Nếu như câu đó là câu phủ định á, thì nó rất có thể đáp án chính là từ any. Và cuối cùng, nếu như câu đó là câu hỏi, rất có thể đáp án nó chính là từ any ha. Rồi, thì cái ứng dụng để đi thi cho cái chủ đề ngữ pháp này nó là như thế rồi em ha. Ok, so thank you for watching this video and see you in the next part of Unit 12. Goodbye.